Năm 2022, huyện Văn Yên khởi công xây dựng mới 20 công trình và thực hiện 8 công trình chuyển tiếp với tổng số vốn được giao là gần 230 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã giải ngân được 155 tỷ đồng, đạt gần 69%. Trong 20 công trình khởi công mới có 13 công trình đầu tư 100% bằng nguồn ngân sách huyện, 7 công trình được đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đối ứng. Một số công trình giải ngân kế hoạch vốn đạt cao như dự án Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Văn Yên, dự án sửa chữa nâng cấp đường Xuân Ái Yên Hợp, Yên Phú Viễn Sơn, đề án phát triển giao thông nông thôn, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Đại Sơn. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các dự án theo đúng kế hoạch kịch bản đã phê duyệt, những tháng còn lại của năm 2022, huyện Văn Yên tiếp tục chỉ đạo các phòng ban và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án, đôn đốc các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, chủ động quyết liệt trong công tác giải ngân, thanh toán đối với các dự án được phân cấp quyết định đầu tư, ưu tiên giải ngân, thanh toán cho các nhà thầu, các gói thầu có tiến độ thực hiện tốt và các dự án công trình trọng điểm để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch.